con này táp nghe đã lắm nè. Ui, táp nó nhiều không được, ngắm nhẹ nhàng thôi cả nhà ơi. Trời ơi, nó trào lên kia chưa. Ui, thì vừa thấy nó lú cái đào lên, nó đeo cái đuổi liền. Đưa nó lặng lặng vô ta. Này nó rẽ không này, nó lùn qua từng lớp. Hiệp mến chào cả nhà mình nha. Chào video, Hiệp xin gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã luôn đồng hành và xem video ủng hộ cho Hiệp nha. Rồi cả nhà ơi, hôm nay Hiệp có ghé ra lại cái đoạn sông Lương Khổng nè. Thì tình hình nước sông hôm nay nó giật giật rút xuống nhìn khá là đẹp luôn cả nhà ơi. Hôm nay ghé ra đây thử, ở đây là có mấy cái hang Lương Khổng mà mấy lần trước Hiệp cao có lượng miếng đó cả nhà. Biết này có chưa đây. Tình hình nhìn cái địa bờ đẹp lắm cả nhà ơi. Nước rút giật giật nhìn đẹp. Sông thì lai rai nó cũng có lượng miếng thôi cả nhà. Cứ chừng 5-7 ngày tuần lễ là có lượng nó vào lại. Nước sông thì nó thay đổi liên tục đó cả nhà. Nên thấy con này đi con này vào. Rồi thì hôm nay hy vọng có lượng nhiều ké cho cả nhà mình cùng xem. Qua nay thì Hiệp cũng không đi cao được cả nhà ơi. Hôm nay bị ốm, không có đi cao. Hôm nay mới khỏe khỏe được một tí, tranh thủ đi kiếm lường cao kéo cho cả nhà mình cùng xem. Rồi bây giờ thì bắt đầu nha. Rồi dưới đây nó có cái hang nè. Hang này hang lương khổng lồ này cả nhà. Hang này Hiệp cao nhiều lương khổng lắm rồi đó nha. Lương 7-8 lạng cũng có rồi đó. Không biết này có rồi chưa đây. Nước rút giật giật xuống nhìn cái hang đẹp ghê cả nhà ơi. Hy vọng hôm nay là em khổng lồ kéo cho cả nhà xem nha. Rồi để Hiệp xe thử. Làm thấy em là khổng lồ vô ở thứ. Hang này cái lề rài nó có lường miết rồi. Ui, lấy nước đây cả nhà ơi. Vừa thả mồi vào lên liền chưa. Thì vừa thấy nó lú cái đào lên, nó đeo cái đuổi liền. Con to đây. Ui, cái nhà ơi, nhỏ thôi. Wow, nhẹ nhàng luôn cái nhà. Thì mới vừa thấy nó lú cái đào lên cái miệng ngang thôi, nó làm cái cạch liền. Chiến này vào em lương nhỏ quá ta. Lúc lúc có gì cao luôn nè. Con này chắc cũng được chưa được 2 lạng nè cả nhà. Lạng máy chưa được 2 lạng. Cũng nạn mà chắc cũng cả 2 lạng đó. Ui nuốt lút luôn. Ríu cái nó nuốt lút luôn bây giờ cao luôn. Ui nuốt cũng ngát luôn cả nhà ơi. Chà, cái lưng đại mà cái miệng lưng nó to lắm nghe cả nhà nghe. Nuốt gì mà nuốt lúc luôn cái dây cào luôn chứ không chừa đâu. Sáng đúng không? Còn sáng nhìn tròn cái dây cào này. Ủa, sáng hư luôn cái dài á. Lường là nó sáng. Nó sáng cái dài dữ lắm cả nhà. Quá sướng luôn. Tưởng đâu em không lù. Là phát mã hàng em đó cũng về là ngon rồi. Thôi đi Hiệp gỡ nó. Hiệp gỡ nó sao cả nhà. Cho nó vào túi Hiệp vào Hiệp cao tiếp cho cả nhà mình cùng xem. Có lương mà lương nhỏ. Rồi thì tiếp tục nha. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà. Cả nhà xem cái đường hang này ấn lạnh chưa. Trời ơi cái hang nó to lắm cả nhà ơi. Hang này nó có mấy cái đầu hang phía trên to lắm. Đi lát thì quay cho cả nhà mình cùng xem. Trời ơi, cái hang này dễ đụng hàng chúa lắm đó nghe. Khiếp hồn luôn. Rồi đi cao thử nghe. Mấy cái hang nó thật ưng lạnh luôn đó nha.
Hàng này có gì đồng hàng lắm đó nghe. Mấy hàng khủng khiếp thiệt cái chứ. Hàng sao ghê cả nhà, xe xuống được lắm. Ui, cả nhà không thấy nó lên ra, không thấy nó văng nước luôn á. Ồ, kéo về cầu rồi. Ui, nó kéo hướng nào vậy? Ui, nó kéo qua bên này cả nhà ơi. Ui, cái bên lớn thôi, tưởng đồng lưng khủng. Hay là máy đó cả nhà. Hai lần máy đó thì tưởng đường lòng cũng tưởng đâu chắc bà lương to, bà lương có bà lớn thôi, nuốt luôn cái dây cao rồi. Không, bữa nay đụng bà nào mất nuốt lút luôn nữa cả nhà ơi. Ui, con này 2,5 lần khỏe luôn nè. Quay cái đường hang tranh cho cả nhà xem nè, chỗ này cái bờ nó hơi vật cả nhà nè. Cái đường hang tranh này nè, khủng khiếp không? Đó, Hiệp mới tìm tìm xuống dưới, Hiệp xăm xăm cái đường dưới thứ, đụng cái đường hang ở dưới nó sụp xuống. Trời ra cái đường hang khủng khiếp. Tiếng nào bà lương chú á. Ồ, vậy cũng được rồi cả nhà, có là vui rồi. Có kéo là ngon à. Cả này là có kéo rồi, đã rồi. Cái này kiếm đường chú á khó. Ủa, bên hút lút luôn rồi cả nhà. Hồi đi Hiệp gỡ sao thôi. Hai bà mà bà nào làm hai phát bà nào cũng nút lút luôn cái dây cao vậy thôi chứ. Bà Sương rồi, ngon lành đi gỡ rồi, cho nó vào túi luôn nha. Rồi dưới đây nó có cái hang nữa này cả nhà, hang này cũng to lắm nha. Mấy cái đường hang nhìn đẹp ghê luôn, mà không biết là có lương hay không đây. Nãy giờ vạch nhiều hang cũng đẹp lắm mà không có lương. Hy vọng có lương kéo cho cả nhà xem. Rồi đi xe thứ ngang. Và trong mấy cái hang này là thấy hấp dẫn rồi. Ui, lấy nước. Lấy nước hay ở ngoài trao ơi. Ui, lấy to cả nhà ơi. Nè. Ui, cái đầu vàng khẽ. Wow, con này khủng luôn cả nhà ơi. Lên cái đầu xí nữa nè. Trời ơi, mê luôn. Đã. Hấp dẫn chưa? Rồi, cho nó táp đi cả nhà ơi. Con này táp ngày đã lắm nè. Ui, táp có gì mà không được. Ngắm nhẹ nhàng thôi cả nhà ơi. Trời ơi, nó trào lên ghê chưa? Dưới đây cài không này cả nhà ơi. Ui, cài nhiều lắm. Trời, nó tì. Ui, nó tì ghê quá cả nhà ơi. Ui, nó cứng ngắc luôn dưới đây rồi. Ui, nó tì. Trời, nó giật. Ui, con này chắc vạch rồi cả nhà ơi. Ui, rí kì quá. Ui, cài không dưới đây này chưa. Khó được là lành lắm.
quý cả mà Dương. Còn nó quắn cứng lắm rồi nè. Nhẹ nhẹ từ từ nó lên đó nha, không dám ép. Đụng mê. Mấy em to mà nằm mấy cái thế này càng lắm á. Ui nó riết ghê quá. Riết ghê quá cả nhà ơi. Tám giờ chết nghe. Con ngày nó còn rít, con ngày nó còn xuống mấy cả nhà ơi. Con ngày nó còn xuống mấy rễ không này dưới đây này chứ. Mấy cái con mà nó làm cái thế vậy là chết thôi chứ. Lùng cái dây cào nó qua đây đó. Gặp mấy cái con mà thế vậy khó chơi lắm cả nhà ơi. Cứng lắm, cứng ngắc luôn. Thì bật xuống cũng không được chứ. Vạch xuống nó cũng không được cả nhà. Để cái máy xì. Chị. Nó trời ghê nghe. Rỉ không cả nhà ơi, không cách nào vạch được luôn rồi. Hiệp lùng của tay nó không vô luôn mà. Hiệp lùng của tay nó không đi luôn mà làm sao mà vạch. Nó không chịu lây một xí nào này mà nó xuống mấy thôi. Cả nhà gồng với Hiệp con này nha, cố gắng trời nữa mà vừa nó xuống có được ngay. Ráng ép luôn cả nhà ơi. Không chịu lên, nó không chịu lên cả nhà ơi. Rồi Hiệp rủ tay với con này luôn đó. Cả nhà ơi, vạch cái con này khờ luôn á nghe. Hiệp để cái máy lại ngay đó. Khờ với cái con này luôn đó cả nhà. Đưa nó lặng lặng vô thôi. Này nó rễ không này. Nó lùn qua từng lớp.
ráng ép luôn mà nó cũng không lên nè cả nhà ơi. Nó xuống mít rồi. Hình như muốn lên nè cả nhà. Ồ, nó rút nè. Nè, muốn lên nè, muốn lên nè nè. Nè, lên nè. Rồi thả xuống cái nó rút. Nó làm như nó chén cái gì à? Nó làm như nó chén cái gì vậy ra hay sao ạ? Thả xuống một cái là nó rút kinh lắm. Nè, lên 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 cả nhà ơi. Ui ui nó trào ngược, ui nó trào ngược. Từ từ cả nhà ơi. Trời ơi vật lộn khổng lồ luôn á, vật lộn đuối luôn á. Rồi lên nó đi. Ui trời ơi cả nhà ơi, rung còn rung như nó luôn nè. Wow. Này lũi ở đây mắc lượng nè. Chà, con này chắc cũng cả 4 lạng mấy 5 lạng đó cả nhà ơi. Wow. Sương thiệt luôn. Vật cái nó hơi đuối. Vật con này hơi đuối thôi. Wow, rồi. Tiếp chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Trời ơi, đau quá cả nhà ơi. Rồi đây cả nhà ơi. Qua bên lũi. Chà, xuống con này móp ghê cả nhà ơi. Con này móp rập luôn. Ui đã thì 5 lạng có á, con này chắc 5 lạng đó cả nhà. Nạn mà. Nạn thích chứ đâu phải nhẹ đâu. Trời nó lú cái đầu lên hấp dẫn. Nó xuống cái thế này vạch không nổi luôn mà. Tại do nó rỉ cay nhiều đó có cả nhà. Mà cứ riết lên là nó riết xuống, riết lên là nó riết xuống. Nó cái đuôi cả nhà, cái đuôi của nó này nó quắn cái thế gì đó là nó cao một riết mít, mà mình ép mạnh thì mình không dám ép, mà con này là thật sự ra là ép rất là mạnh luôn nè, nó không lên nữa, mày phải cố gắng hiệp ép thôi, chứ không thôi là không ép là cứ gồng mít vậy là biết bao giờ mà cho nó lên. Sương tuyệt luôn hả, tuyệt vời luôn cả nhà ơi, đau lưng với con này luôn nha, vật lộn với con này đau lưng luôn đó. Ui ngon lành sương. Cái động lưng khủng là thấy hấp dẫn liền cả nhà ơi. Còn rung luôn. Thì còn rung cái tay luôn nè. Trời ơi đã. Quá mê. Đó cái đường hang nó nằm ngoài đây mà nó riết sâu vô trong này mà. Ở trong này là lùm này cả nhà. Nè. Lùm cây rễ mai dương nó nằm dưới đây quá trời luôn nè. Trời ơi. Đuối với con này luôn á. Về cao đã mất không biết nữa. Đây đây. Và kia con này mà đám đuối luôn. Nè nó lâu xuống rễ cay không này cả nhà. Đám chét mày là đám chét cả nhà. Rồi lúc nó lên mà nó bung cái đuôi lên nó mới sợ chứ. Bung lên à. Nó cũng đuối rồi mình cũng đuối luôn. Rồi ngon lành. Đi tiếp tục nha. Hy vọng có thêm đường khủng cá đó kéo cho cả nhà xem nữa nha. Rồi kết quả hôm nay thì được mấy con này cả nhà. Nay đụng được em lưng khủng vật đúng đã luôn. To hả? Ừ. Lào lá mới có cảm giác mà vật chi lưng khủng đó cả nhà ơi. Ừ, con này nó vàng xinh ghê luôn. Lào lắm rồi mới có cảm giác vật lộn với lưng khủng á. Sướng thiệt luôn. Lưng mà lớn thì có cao hoài, lai tai cao hoài. Nhưng mà cái cảm giác mà vật cái nó mà vừa rung mà vừa đau lưng luôn đó cả nhà. Con này lâu nó lên là gần hơn 9 phút nè. Hơn 9 phút mới lâu được quá lên nè. Trời ơi xuống cái thế gì mà nó xuống như ra nguyền lầm cai vậy đó mà lâu không lên luôn. Lào lắm rồi, vừa rung mà vừa sướng. Cảm giác nó sướng ghê luôn. Nè, con này vàng, cái này con này như cái bụng vàng đẹp lắm. Ừ, lâu có đào lên thấy hấp dẫn rồi mà. Rồi em vợ em cần thử.
Lương mùa này thì nó cũng được lắm đó cả nhà. Mùa này lương nó cũng nặng lắm đó. Gần tới Tết rồi mà có được mấy em lương này là ngon. Nạn 8 lần, 8 lần 8 cả nhà, gần 9 lạng. Rồi em xem lớn đi. Ừ, trong có bao nhìn đá không? Còn lớn 5 lạng có luôn. Hai kia thì chắc cũng cỡ 3 lạng mấy thôi. Hai nhỏ 3 lạng mấy. Ừ, 5 lạng. Nhất là lớn. À, năm lạng này cả nhà. À, lương mùa này thì nó nặng, mùa này nặng chứ nếu mà mùa như mà mùa khô là mấy con này là cũng tầm 4 lần rưỡi á, cả tầm đó. Mùa này thì lương nó mất, mùa này lương nặng cả nhà. Ủa, dưới cái ấp nhìn đẹp quá cả nhà. Đang lương thì ấn hấp dẫn, lương cả này thì lai rai cao hoài nhưng mà nay vặt được với nó là phê. Cứ vặt được với mấy đường cũng như là phê. Rồi em cho nó vào thùng đi. Rồi anh em với cả nhà mình quan tâm lưỡi câu lương thì liên hệ Zalo trực tiếp với Hiệp nha. Thì mẫu lưỡi thì là mẫu lưỡi móng rồng. Đây là nó có cái size là size lưỡi đại, size lưỡi trung và lưỡi nhỏ, ba size. Nhỏ trung đại thì nó phù hợp với anh em câu lương lớn nhỏ khác nhau nha. Đó, thì anh em mà câu vùng là lưỡi khủng thì mình dùng lưỡi đại. Lưỡi trung là lưỡi nhỏ nó phù hợp với loại lương để mình câu thôi cả nhà. Thì anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Hiệp. Thì dai rồi Hiệp tóm sáng rồi, anh em mua về là chỉ là cao thôi nha. Số điện thoại Zalo thì Hiệp có để trên màn hình, anh em tham khảo thì liên hệ trực tiếp với Hiệp nha. Rồi hôm nay khỏe cả nhà ơi, hai em nói với một em khủng là quá ngon rồi, có cảm giác kéo lương khủng là phê cả nhà. Rồi thì đến đây Hiệp cũng gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình đã luôn đồng hành và xem video ủng hộ cho Hiệp nha. Rồi, Hiệp hẹn cả nhà ở video câu lương tiếp theo nha.